Xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 nha anh em. Mình mới về thêm được hai em nhồng nha. Hai em nhồng này là chim chim thần nha anh em. Đây, chim nuôi non lên nha, chim tơ. Nó mới về nó còn hơi lạ chủ chứ. Chứ không phải là chim rừng nha. Hai em này đã nói được nha anh em. Đã nói được và kiểu như chim nhà dân người ta nuôi á. Nên là mình mới về mình chưa biết rõ là nó nói gì, nhưng mà hai em này là đã nói được. Và chim còn tơ là đang còn tập nói này nha. Nhồng thì nó dễ lắm, nó về mà nuôi một thời gian mình dạy cái gì thì nó nghe theo, nó quen thì nó nói được thôi. Anh em nào mà cần hai em nhồng, cần em nhồng nào mà về nuôi thì kết nối với mình nha. Hai em này là mới lấy về nha anh em, còn ba em bữa trước thì đã chốt hết cho mấy anh em rồi. Rồi cảm ơn anh em nha, anh em yêu quý thì ủng hộ kênh mình và cho mình một like và một đăng ký nha. Anh em thấy có gì ok thì kết nối nha. Cảm ơn anh em.